Chê chồng nhà nghèo. Kia là Lưu Bình sao? Đúng rồi đó. Anh ta trước đây gia đình rất giàu có, vậy mà bây giờ khuynh gia bại sản. Đi thi thì mấy lần không đỗ đạt gì. Chẳng bù cho... Anh đang định nhắc đến Dương Lễ. Bản thân anh ta giờ đã đỗ đạt làm quan lớn chứ gì? Phải đấy. Chà, sắp đến nhà bạn ta rồi. Xin dừng lại. Người có nhầm không? Ta vào nhà bạn Dương Lễ của ta mà. Dạ, trên có lệnh không được tự tiện cho người lạ vào phủ hả? Lạ gì chứ? Nhà ngươi chắc đã biết ta rồi còn gì. Ta chính là bạn thân của Dương Lễ. Ta là Lưu Bình. Dạ, quan bảo không quen ai là Lưu Bình cả. Không được cho người lạ vào. Dặn có khách đến thì mang cái này ra đãi khách. Trời ơi, cơm hẩm cà thiêu mang ra đãi bạn ư? Tình bạn giữa ta với hắn coi như đã chấm hết. Tiểu thư, cô có chuyện gì mà buồn phiền vậy? Gia đình thiếp gặp cảnh ly tán. Thiếp lang thang từ sáng tới giờ. Trời sắp tối rồi mà không có chỗ nương thân. Giờ không biết phải làm sao. Vậy ư? Nhà ta cũng gần đây. Nếu nàng không chê tền toàn thì ta mời nàng về nghỉ ở đó ít bữa. Ôi, chàng thật là tốt bụng. Thiếp xin đa tạ chàng. Chẳng giấu gì nàng, ta xưa vốn gia đình cũng khá giả, nhưng chỉnh mãn học hành thì mấy lần đều không đổ. Giờ có người bạn chí cốt cũng lại quay lưng lại. Đúng là cuộc đời thật bạc bẽo. Chúng ta đều là những người kém may mắn. Nếu chàng không chê, thiếp xin theo chàng hầu hạ, nâng khăn sửa túi, để chàng chuyên tâm vào dùi mài kinh sử, tỏ mặt với đời. Trời, nàng định theo ta ư? Vâng, nhưng thiếp xin có một giao hẹn. Giao hẹn gì? Nàng cứ nói. Chàng phải chuyên tâm vào học hành thi cử. Chỉ đến khi nào chàng đỗ đạt thì chúng ta mới tính đến chuyện nên vợ chồng. Được, ta đồng ý. Chàng nghỉ ngơi chút rồi uống chén trà cho ấm bụng. Ta không sao, giờ phải chăm chỉ đèn sách hơn để lấy lại những tháng ngày ta đã uổng phí. Chàng quyết tâm như vậy thiếp mừng lắm. Thiếp tin rồi sẽ có ngày chàng làm nên nghiệp lớn thôi. Nàng đã vì ta mà phải chịu bao cực nhọc, thức khuya dậy sớm, lo cho ta từng bữa ăn giấc ngủ. Nhất định ta phải cố gắng chứ. Nhất định ta sẽ đỗ đạt vinh hiển để rồi báo đáp nàng. Chàng hãy nhớ đến lời giao ước của đôi ta nhé. Tất nhiên rồi, ta sẽ giữ đúng lời ước hẹn với nàng. Kìa, cậu Lưu Bình đã vinh quy bái tổ về làng rồi mọi người ơi. Châu Long, Châu Long nàng ơi, Châu Long. Nàng đi đâu được nhỉ? Đúng lúc ta vinh quy bái tổ là lúc đền đáp cho nàng, để nàng được hưởng những tháng ngày hạnh phúc thì nàng lại đâu rồi? Người bạn tệ bạc, giàu sang quên mất bạn bè, ta phải vào trong mắng cho hắn một trận. Châu Long, ta cảm ơn nàng. Nàng đã vì ta không quản ngại khó khăn đi chăm sóc bạn ta Lưu Bình. Tấm lòng của chàng với bạn bè làm thiếp rất cảm động. Dù có vất vả mấy thì thiếp cũng làm được. Lưu Bình chắc là giận ta lắm. Trước đây ta cố ý đối xử tệ bạc với bạn để khích chí bạn lấy đó mà cố gắng. Chỉ sợ bạn bê trễ chuyện học hành. Vậy là bây giờ chàng đã thỏa nguyện rồi nhé. Bạn chàng giờ đã đỗ đạt vinh hiển rồi. Ừ, mừng cho bạn của ta. Dương Lễ, Dương Lễ, tấm lòng của bạn làm tôi cảm động quá. Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm bạn. Tôi thấy mình thật nông cạn biết bao. Thôi mà, chỉ cần nhớ cho tôi,
lời ước hẹn kia giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Phải, không bao giờ thay đổi. Tôi cảm ơn bạn nhiều lắm, Dương Lễ. Cuộc diễn tập. Đứng lại, đứng lại. Tránh ra. Chết rồi. Ôi Jim, con tôi, đừng nhìn nữa. Mẹ, chết, ông ấy chết. Bình tĩnh nào con. Không, sợ quá. Tốt lắm, cuộc diễn tập đến đây kết thúc. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia. Cháu nhập vai giỏi lắm. Nhờ cháu mà cuộc diễn tập lần này của cảnh sát bọn chú thành công đấy. À, là diễn tập sao? Ừ, nhưng cháu cũng dũng cảm lắm. Mai sau có thể làm anh hùng cứu thế giới được đấy. Phải không mọi người? Phải rồi. Thật á? Đó thật sự là một kỷ niệm không bao giờ có thể quên được. Chà chà, cậu đúng là có duyên với ngành cảnh sát của chúng ta đấy. Nhỏ như vậy mà đã được tham gia diễn tập rồi. Em cũng vì ấn tượng với cuộc diễn tập đó nên mới phấn đấu để trở thành cảnh sát đấy chứ. Có tinh thần thế là tốt, nhưng nghề cảnh sát nhiều vất vả khó khăn lắm, nên cậu sẽ phải cố gắng nhiều. Vâng ạ. Các cậu, nhiệm vụ mới cho chúng ta đây. Dạ. Sắp tới chúng ta sẽ tiến hành một cuộc diễn tập nghiệp vụ quy mô lớn. Đây là kế hoạch chi tiết. Là diễn tập đấy. Dạ. Quy mô cuộc diễn tập này rất lớn nên chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng và chi tiết. Tôi nghĩ chúng ta phải tìm đọc tư liệu về các cuộc diễn tập khác để học hỏi kinh nghiệm. Thưa anh, hồi nhỏ Jim có chứng kiến một cuộc diễn tập của cảnh sát. Tôi nghĩ nên giao cho Jim tìm hiểu là tốt nhất. Dạ, đúng ạ. Tôi xin được nhận nhiệm vụ này. Tốt, vậy các cậu còn lại hãy thực hiện những kế hoạch sau. Chào chị, tôi muốn tìm tất cả thông tin về cuộc diễn tập của cảnh sát tại trung tâm thương mại thành phố 15 năm trước. Chị giúp tôi được không ạ? Được, anh chờ chút. Xin lỗi, anh có nhớ nhầm không ạ? Nhầm ư? Dạ, không có chuyện đó đâu. Tôi còn nhớ chính xác là ngày thứ Bảy, 15 tháng 3 chị ạ. Được rồi, ngày 15 tháng 3. Xin lỗi anh, không có cuộc diễn tập trong ngày này. Thậm chí trong cả năm đó, cảnh sát cũng không có cuộc diễn tập nào luôn. Không có. Sao có thể như vậy? Rõ ràng tôi đã có mặt ở đó cơ mà. Có thể tư liệu cũ quá nên không cập nhật trên máy. Cô có thể giúp tôi kiểm tra tư liệu lưu kho không ạ? Anh chắc chắn là mình có mặt ở đó chứ? Vâng, đúng vậy. Được rồi, anh chờ tôi một chút. Xin lỗi, tư liệu lưu kho cũng không hề đề cập tới một cuộc diễn tập nào ở thời điểm đó. Sao lại có chuyện như vậy? Kỳ lạ, thế này là thế nào? Tại sao báo chí hồi đó cũng không hề đưa một tin nào về cuộc diễn tập nhỉ? Rõ ràng lúc đó rất hỗn loạn, có nhiều cảnh sát, rồi cả phóng viên chụp ảnh cơ mà. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vì sự kiện ấy mà mình đã học tập và phấn đấu để trở thành cảnh sát. Nhưng thực ra nó lại không tồn tại. Bao nhiêu năm nay mình đã theo đuổi cái gì? Không thể, mình đã ở đó. Rất nhiều người đã chứng kiến. Những người đã chứng kiến. Người đó lẽ nào... Thật không ngờ một kẻ nói dối mà lại có thể hưởng thụ tuổi già an nhàn thế này. Kẻ nói dối? Sao cậu lại nói tôi như vậy? Ông không nhớ đứa bé mà ông đã ngợi ca nó như một anh hùng sao? Đứa bé mà ông gieo rắc vào đầu nó hình ảnh người cảnh sát vô cùng vĩ đại, oai hùng ấy. Cậu là... 15 năm trước, ông còn nhớ không? Chuyện gì đã xảy ra? Ông đã nói dối những gì? Không có diễn tập nào hết. Không có anh hùng nào hết. Nhưng tôi đã tưởng là thật. Và sự phấn đấu suốt 15 năm nay để trở thành cảnh sát của tôi bỗng trở thành vô nghĩa. Thế là thế nào? Ồ, tôi nhớ ra rồi. Thật bất ngờ là cháu đã trở thành một cảnh sát. Trông cũng chững chạc lắm. Ông... Không thể nói sự phấn đấu của cháu là vô nghĩa được. Còn ta, nếu quá khứ có lặp lại thì ta vẫn chọn cách nói dối cháu như ngày đó thôi. Hả? Thế là thế nào? Chứng kiến một người bị bắn chết ngay trước mặt
thật sự là quá sức chịu đựng với một đứa trẻ. Làm sao ta đành lòng để cảnh tượng đó trở thành nỗi ám ảnh cả đời của cháu chứ? Hả? Vậy ra là một vụ bắn cướp. Nhưng nếu vậy, sao báo chí? Chàng trai trẻ à, cháu phải biết ơn nhiều người lắm đấy. Toàn bộ những người có mặt hôm đó, cũng như tất cả các cơ quan truyền thông bây giờ đều không hẹn mà gặp, đã thống nhất không đưa một tin nào về sự việc trên. Tất cả là vì cháu. Thật ư? Trời ơi, vậy mà cháu lại... Không sao, giờ cháu đã là một cảnh sát như ta ngày xưa. Cháu hãy làm sao đừng để điều này thành vô nghĩa là được. Vâng, giờ cháu hiểu. Cháu thực sự đã hiểu thế nào là cảnh sát của nhân dân. Cháu sẽ cố gắng để xứng đáng là một cảnh sát của nhân dân như bác. Ba mẹ ơi, con cũng có ước mơ. Sẽ sớm có sách chuyển đến người hâm mộ. Chúng tôi xin phép kết thúc buổi họp báo hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị. Hôm nay anh thấy em phát biểu thế nào? Tuyệt lắm em à. Chắc chắn ngày mai trên bì báo hình ảnh chúng ta sẽ rất đẹp. Jenny, sao mà con biết sĩ thế? Con phải vui lên chứ. Cười tươi vào lên ảnh mới đẹp con. Chúc ba mẹ ngủ ngon. Nhanh lên em, còn phải qua nhà xuất bản nữa. Con nhớ công việc của ngày hôm nay rồi chứ? Hoàn thành bài phát biểu về niềm yêu thích môn toán, một vài bài thơ tự làm và chọn một bộ váy trang nhã kiểu cổ điển ạ. Tốt lắm. Mẹ chỉ muốn buổi phỏng vấn ngày mai hoàn hảo thôi. Tối ba về muộn con tự lo nha. Chào mày, đáng yêu quá. Mày đi cùng ai thế? Mày bị lạc hả? Mày muốn nói gì à? Mày muốn đi đâu? Không được, ta phải ở nhà. Thôi được rồi, ta sẽ đi theo mày được chưa? Cúng con, chậm thôi nào. Ngươi dẫn ta đi đâu thế? Được rồi, ta đến đây. Này, mày chạy đi đâu vậy? Chà, một tiệm bánh. Mày thích chiếc này phải không? Dạ, cho cháu một chiếc hamburger gà. Của cháu đây. Ồ, cháu có phải là cô bé Jenny thần đồng nổi tiếng không? Dạ cháu. Cháu chỉ là Jenny thôi ạ. Cảm ơn bác. Đúng là cháu rồi. Nhưng nhìn hơi khác trên báo thôi. Thật vinh dự quá. Cô bé thần đồng này mọi người ơi. Cho cô xin một tấm ảnh nhé. Cô bé đáng yêu quá. Cười lên cháu. Ngày mai có khi tôi cũng được lên báo đó. Là thế nào? Con giải thích đi. Sao con dám tự ý ra ngoài, lại còn để người ta chụp ảnh trong bộ dạng lượm thượm thế này nữa? Con có biết là con là một thần đồng không? Chỗ của con ngồi là trong viện toán học, trong bảo tàng mỹ thuật. Sao con lại để người ta chụp ảnh làm bánh thế này? Đó chỉ là ước mơ của ba mẹ thôi, không phải ước mơ của con. Con biết gì về ước mơ chứ? Ba mẹ làm vất vả những việc này là vì con. Con là thần đồng, con cần được hoạch định để trở thành một người vĩ đại. Con xem, ăn mặc xoàng xỉnh, tay thì lấm lem, miệng còn dính nước sốt nữa. Mẹ, nhưng đó là niềm vui của con. Mẹ ơi, đã lâu lắm rồi, con không được vui như vậy. Đúng là lâu rồi con gái không cười như thế này.
làm thần đồng nữa. Ba mẹ sẽ không cần bận rộn lo hộp báo hay đi phỏng vấn ra sách. Con muốn được cùng ba mẹ đi siêu thị hoặc đi bất kỳ đâu con muốn. Cả nhà ta vẫn sẽ rất vui mà mẹ. Jenny nói đúng, ba mẹ sẽ không buồn đâu. Miễn là con gái được vui, phải không em yêu? Con gái, dù sau này con có là ai, cũng hãy nhớ rằng ba mẹ làm tất cả chỉ vì ba mẹ rất yêu con. Con nhớ rồi, con cũng yêu ba mẹ. Lời chào. Hôm nay về trường nhận công tác, tớ vui quá. Tối qua thao thức không thể ngủ được. Nhanh thật, mới hôm nào còn ngồi trên ghế nhà trường, nhìn các thầy cô trên bục giảng đầy ngưỡng mộ. Thế mà bây giờ chúng mình đã trở thành cô giáo rồi. Ừ, nhanh thật. Mà lớp mình Lan là nhất đấy, được dạy gần nhà, lại được về chính trường cũ ngày xưa nữa chứ. Kể cũng may thật. Chúng em chào cô ạ. Cô chào các em. Đến rồi, lên xe thôi. À, ừ, lên thôi, kẻo không có chỗ ngồi mất. Đến rồi Liên ơi, đang giờ học nên trường yên ắng quá. Tớ hồi hộp quá Liên ạ. Hay là mình ra khu ghế đá kia nghỉ một lát trước khi vào gặp ban giám hiệu nhé. Tớ kể chuyện hồi học phổ thông ở đây cho mà nghe. Ừ, đồng ý. Ôi Liên ơi, cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của tớ kìa. Liên ơi, Liên đợi tớ một chút nha. Em chào chị. Sao Lan lại... Chào em là... Này, sao Lan... Cô giáo của mình mà, mình không nhầm đâu. Chị quên em ạ, em là Lan, học sinh lớp 12B, chị làm chủ nhiệm đây mà. Năm đó... Xin lỗi cô, chắc cô nhầm rồi. Cô Linh đây không có học sinh nào như thế đâu. Dạ, dạ, em xin lỗi. Cậu có chắc đó là cô chủ nhiệm không? Mà cô chủ nhiệm sao cậu lại chào là chị? Nhưng mà tớ cũng sắp là... Tớ biết cậu cũng sắp là cô giáo. Nhưng với các thầy cô đi trước, mình vẫn mãi là học trò. Cậu có thấy ánh mắt buồn bã của cô giáo khi cậu gọi cô là chị không? Ờ, tớ hiểu rồi. Cảm ơn Liên đã nhắc tớ. Rồi đây khi hàng ngày lên lớp, được các trò hàng ngày gọi cô giáo, chúng mình sẽ càng thấm thía hơn nỗi niềm và mong ước của các thầy cô giáo Liên nhỉ. Cậu ngồi đây nha, tớ phải ra xin lỗi cô. Kìa, cô giáo cậu đến kìa. Ờ, cô, em chào cô ạ. Cô ơi, cô tha lỗi cho thái độ vừa rồi của em. Em thật vô lễ quá. Ồ, không sao. Vừa nãy cô đã nhớ ra em rồi. Quả là nhiều học trò quá. Một lát cô mới nhớ ra. Xin lỗi em nhé. Cô, em mới phải là người xin lỗi ạ. Em rất tệ. Ồ, cô giáo bạn của cô nói hơi quá lời. Đừng suy nghĩ nhiều em nhé. Không, không quá lời đâu ạ. Em là người vô lễ. Cô ấy dạy thế là phải. Cô tha lỗi cho em. Đứa học trò bé nhỏ ngày nào của cô đây. Thôi nào, bé Lan của cô. Biết lỗi và sửa là tốt rồi. Cứng rắn lên người đồng nghiệp của tôi. Cô mãi mãi là cô chủ nhiệm kính mến của em. Cảm ơn em. Phát minh khinh khí cầu nóng. Mẹ ơi, củi đây rồi. Chúng con lấy được khá nhiều ạ. Ngoài trời lạnh lắm không con? Hai đứa cho củi vào lò rồi ngồi sưởi ấm đi nha. Vâng ạ. Đi xuống xưởng có một chút mà cứng cả tay Etty nhỉ.
Lạ chưa kìa, tại sao khi lửa cháy khói lại chỉ bay lên cao mà không hạ xuống đất vậy anh? Thì tự nhiên nó thế, hỏi thế mà cũng hỏi. Em tưởng giáo sư biết tuốt ở trường như anh cái gì cũng phải biết chứ. Theo định luật khoa học thì có thể là do à phải rồi, khi ngọn lửa cháy sẽ làm không khí có lẫn khói ở phía trên trở nên nhẹ hơn nên nó mới bay lên cao. Yeah, hay lắm. Em có ý này, nếu như chúng ta có một chiếc túi chứa khói vào trong đó thì liệu cái túi đó có bay được không nhỉ? Muốn biết cái túi có thể bay lên hay không, chúng ta phải thử xem sao. Để anh vào lấy chiếc túi vải của mẹ nha. Xem nào, giờ anh sẽ cầm miệng túi dốc xuống dưới, còn em thì ở dưới nhớ hứng khí nóng vào túi nhé. Nhanh nào, SG. Trò này hay quá. Anh thấy không, nó bay lên một tí đấy. Đúng thế, nó bay rồi mới xì hơi. Anh em mình thử lại lần nữa đi. Lần này cho thật nhiều khí nóng vào, chắc chắn nó sẽ bay được lâu hơn. Đúng, Đào, em ghé sát gần vào để lấy được thật nhiều khí. Chết rồi, cháy! 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 Trời ơi, các con bày trò gì thế hả? Con... Chúng con đang định thử làm một khí cầu lớn để có thể đưa được người lên trời. Con thôi ngay cái ý nghĩ viển vông đó. Đã bao lần, hết thí nghiệm này nọ, hết làm đổ cái này, vỡ cái khác, giờ lại cháy hết cả thảm nữa. Nhưng... Không nhân nhị gì cả. Từ nay mẹ mà còn thấy các con giở trò nghịch ngợm nữa thì sẽ bị phạt xuống dọn đồ ở xưởng giấy một tuần đấy. Thế anh có định thử nghiệm tiếp không? Tất nhiên là có rồi, nhưng chúng ta cần có sự giúp đỡ. Các con ngồi đấy làm gì thế? Lại đây ba cho xem một loại giấy mới mà xưởng nhà ta mới sản xuất nè. Lại gây ra trò gì với mẹ phải không? Chẳng là... Chà, thú vị thật đấy. Chuyện này mặc dù có cơ sở khoa học, nhưng ba e là không dễ một chút nào cả. Ôi, vậy là ba không giúp phải không ạ? Đó là một công việc nghiêm túc, khó khăn và tốn kém đấy. Chúng ta phải thử mọi chất liệu, mọi điều kiện để khí cầu có thể bay lên cao và có tính ứng dụng. Nếu các con không bỏ cuộc, ba hứa sẽ giúp tới cùng. Một lời hứa danh dự ba nhé. Ừ, hứa nào. Một năm sau. Khoản tiền này để xưởng giấy nhà mình nhập nguyên liệu trong tháng tới, anh định sẽ dùng cho thí nghiệm viễn vong của lũ trẻ nhà mình sao? Em nhìn kìa, em không nhìn thấy sự quyết tâm, cố gắng tìm tòi và kiên định của lũ trẻ nhà mình hay sao? Anh tin có ngày chúng sẽ tạo được những kết quả bất ngờ đấy. Mười năm sau. Hang hô! Tuyệt vời quá! Hang hô! Không thể tin được! Chúng ta đã thành công rồi! Hơn 10 năm, anh em nhà Montgolfier đã kiên trì và tìm tòi để phát minh ra loại khinh khí cầu nóng là một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người. Từ đây, đã mở ra nhiều loại khinh khí cầu khác để phục vụ cho quân đội và cứu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!